Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 2 tháng 6, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi những cám dỗ, thử thách của một chúng sinh ở Đại chúng viện trong thập niên năm 1950 và câu chuyện đáng nhớ để được kể lại qua cuộc tiếp xúc đặc biệt của một linh mục với một cán bộ cộng sản. Qua phần 8 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nhưng mà khi mà cha vô đi vô Đại chúng viện đi học thì những cái thử thách, những cái gì suy nghĩ nó có đáp ứng đúng với lại những cái gì cha mong đợi không? Có cái gì ngỡ ngàng hay là có cái gì làm cho cha suy nghĩ lại khi mà... Không anh ạ, nó có một cái điểm này phải nói rõ đó. Trong chủ nghĩa muốn liệu thì anh chắc không biết, tôi không hiểu anh là công giáo không, tôi xin lỗi tôi không biết gì đó, nhưng mà muốn liệu linh mục nó phải thế này. Sau khi lên Đại chủ viện rồi đó, ở tiểu viện thì anh học, và trước khi mãn tiểu viện có một cái ban giám đốc, người ta vote, tức là người ta bầu thứ coi thằng này có được pass không. Vâng. Thì phải qua một cái số thiểu số nào đó mới được người ta tuyển chọn mà. Vâng. Thì lên đó rồi đó, thì sau 2 năm triết học đó, anh phải đi ra ngoài giáo xứ 1 năm để thực tập. Và trong một tập 1 năm đó, nó có 2 mục đích. Một là để thực tập những cái chức vụ về sau này nơi bộ giáo xứ. Thứ nhì là để thử thách thực anh có thực sự muốn đi về con đường đó không? Vâng. Thì đây là một cái sáng chế rất là hay của giáo hội. Dạ. Anh biết tới cái tuổi mà 23, 24 đó, người thanh niên lớn lên đó, ai có một khuynh hướng về gia đình hết. Chuyện này tôi nói tự nhiên ai cũng hiểu chứ không có gì lạ đó. Cho dù là một chúng sinh hay một linh thì thấy kiểu cái đẹp, nó vẫn là một cái sự thu hút tự nhiên của con người, không có gì lạ hết. Với tôi lúc đó, 25 tuổi, 34, 35 tuổi, thì đi ra ngoài thì mình là một thành phần, có thể nói lúc đó là cái số mà được học hành như tôi cũng không được mấy người. Lúc tôi ra ngoài tôi còn đi dạy tiếng Anh, tiếng Pháp bên ngoài nữa. Thành ra cái sự thu hút đó nó rõ, sự thu hút đối với phụ nữ đó nó nhiều lắm. Cái này không gì xấu mà không gì tốt, nó cũng tự nhiên con người thôi. Giờ dĩ nhiên là tôi bị những cái dao động chứ, đâu phải tánh thần gì. Nhưng mà tôi thấy trong chủ viện điều này, có tôi chia sẻ với nhiều người chưa hiểu. Trong chủ viện nó rất hay, người ta rất là giàu kinh nghiệm rồi. Trong đó nó có một tình trạng gọi là mỗi một ông thầy đó, gọi là một chúng sinh đó, thì phải có một cha gọi là cha linh hướng. Ông cha linh hướng, cha linh hướng, tức là ông cha đó đó, ông hướng dẫn về tâm linh của mình. Ông đó biết rõ về cái tâm linh của mình. Mình xưng tội với ông, mình chia sẻ hết những cái trở ngại, thuận lợi, thì ông cha đó ông sẽ là cái người hướng dẫn cho mình. Như thế là ông thầy về tâm linh á. Thì tôi về tôi nói chuyện với cha, hỏi cha con thấy con không tiếp tục được. Tôi nói rõ, thì ông hỏi sao, thì cha con thấy về nó sao đầu. Đi về học đây mà trái tim đầu óc để đâu á. Mà biết hồi xưa nơi học tiếng Latin chứ không phải học tiếng Pháp nữa. Sách đại học, sách thần học bằng tiếng Latin. Trời ơi, dở ra mình thấy chữ nó nhảy múa rầm rầm. Trong khi mình mới từ ngoài xứ đạo về, bao nhiêu thu hút, bao nhiêu nó để đó. Nhưng mà ông cha phải nói rất là kinh nghiệm. Ông cha nói này, thôi thầy, bây giờ tháng sau thì gặp tôi. Kế Quảng Minh. Tháng sau thập, ông hỏi sao? Bây giờ thầy thấy cái tinh thần này sao? Thì cha con cũng thấy, chắc con không được mà. Như lúc con ngủ không à? Ông cha giảng con ngủ mà. Ông nói, nhưng mà thầy có thấy có ý muốn rút lui không? Cha có. Tôi xin sợ rồi. Tôi xin sợ rồi anh ạ. Lúc tôi xin đi làm thông dịch viên cho Mỹ. Anh biết lúc đó thông dịch viên tiền nhiều lắm anh ơi. Thôi, thầy về tháng sau gặp thôi. Thì mình phải vâng lời ông thôi, bởi vì ông là người
hướng dẫn. Hướng dẫn mà làm sao mà dám cãi. Tháng sau gặp, hỏi bây giờ thấy sao? Thưa cha, con thấy thấy ổn, con thấy con cũng thích nghi được đó. Thôi được, tiếp tục về thôi. Không nói một lời, không khuyên một lời, không có bảo cho thôi thầy, thầy tiếp tục là tiếp tục thôi. Thấy ông cái thuốc thuốc ông hay mấy ông cha đi dài kinh nghiệm, nếu mà khuyên mình khuyên không nghe đâu, nhưng mà dùng cái kế quản binh và ông cầu nguyện cho mình. Tôi cái sở tôi xin đó sở tôi lại đưa cho người bạn tôi, à người bạn tôi đó. Và tôi tiếp tục làm linh mục. Thì sau này anh bạn đó anh đi vô làm sở đó, đây là mở vô mặt nó thêm chứ vui thôi nha, đây là vui này. Anh làm sở đó anh gặp một cô kia rất đẹp, hai người cứ hợp với nhau. Xong tới khi tuần linh mục rồi đó, tức là gần 6 năm sau, tôi về nhà thờ Chánh Tội Vĩnh Long, anh ta cũng làm việc tại đó. Bữa nay hai vợ chồng vẫn thăm tôi. Tôi mới nói với bà, tôi này bà, đáng lẽ bà là của tôi đó nghe chưa, chứ không phải của ông Phi đâu. Bà kêu trời trời ơi cha nói gì kia vậy, thì ông Phi nó cười. Nó nói, cha nói không hiểu đâu. Từ đó tôi biết cái chỗ ông Phi làm bây giờ đó là chỗ của tôi. Mà nếu mà tôi về đó tôi đã gặp bà rồi. Chứ không tới phi, họ cười xòa, tức là bạn bè mà. Vâng. Nó chỉ vui vậy, tức là tôi cũng gặp cái giao động nhiều. Nhưng mà sau đó, tôi lấy lại cái sự, cái bằng bình yên tâm hồn đó. Và tôi tiếp tục, cho đến tôi 27 tuổi, tôi ra trường rồi. Vâng. Dạ. Mà trong cái thời gian cha học như vậy thì môn học nào mà thử thách nhất, môn học nào làm cho cha? Cái thử thách nhất của tôi là vấn đề thần học. Bởi hồi đó đó nó bằng tiếng Latin. Ông cha mặc dù ông cha ông giảng bằng tiếng Việt nhưng mà thủ bản bằng tiếng Latin. Mà tiếng Latin anh biết rồi, nó khó dù quỷ, khó lắm anh ạ. Cái ngôn ngữ cái quỷ dụ biết mà nó khó kinh khủng lắm. Tiếng Pháp mình chỉ chia động từ thôi, chứ hay là chia tính từ, dấu điểm cái thôi. Tiếng Latin nó giống quá dụ chia, mạo từ cũng chia, danh từ cũng chia, động từ cũng chia, tỉnh tự chia hết trơn rồi, unus una unum nó chia, thành ra mệt lắm. Mà tôi học 2 năm trời nó học quá, nói là đổ bao nhiêu công sức mình cũng chưa có đủ vững vàng để mình theo dõi hết những cái vấn đề của thần học đó. Đó là thử thách nặng nhất của tôi phải cố gắng rất là nhiều. Mà là tôi thích nhất là những môn triết học đó. Được. Tôi thích lắm, bởi tôi thích nghiên cứu triết học lắm. Thì cha đặc biệt có ảnh hưởng chẳng hạn như ông Saint Thomas Aquinas hay là tôi ảnh hưởng về Augustine hay là về tôn giáo đó, ảnh hưởng của Thomas Aquinas nhiều. Dạ. Còn về mặt chính trị xã hội đó thì tôi ảnh hưởng nhiều nhất là cái tư tưởng của Victor Hugo. Dạ. Cái nhìn phóng khoáng về thời cuộc và cái hoàn cảnh xã hội, hoặc là theo với cuộc chiến tranh hòa bình của ông Lev Tolstoy đó. Dạ. Ông ta để khung cảnh một cái nước Nga trong thời cuộc chiến của Napoleon đó, và ông ta biết nhìn trong cái hoàn cảnh xã hội ra những nhân vật, những chi tiết đã xếp bên cái hoàn cảnh lúc đó. Tôi rất thích những cái tư tưởng đó. Và tôi nghiên cứu, phải nói tôi nghiên cứu rất nhiều về lý thuyết cộng sản, rất nhiều. Bởi vì lần đó ông cha Siracano ông vô nói chuyện trong viện, ông là người Canadian, nhưng mà ông ở Việt Nam lâu, ông nói tiếng Việt rất giỏi. Ông vô trong viện ông nói chuyện các thầy. Mà câu chuyện này nó effect tôi rất là mạnh. Ông ta nói là ngày đó ông ta cởi xe mô tô từ Sài Gòn về Đà Lạt. À, xin lỗi, Đà Lạt về Sài Gòn. Thì nửa đường như ta bảo lọc gì đó, ông ta bị Việt Cộng nó bắt vô rừng, nó tuyên truyền. Hồi đó thì anh biết đó là nó nhiều lắm. Xin lỗi, lúc đó anh, cái năm ở chừng năm 50 mấy 60, lúc anh bao nhiêu tuổi? Anh lúc anh chịu bao nhiêu tuổi? Thưa năm 63 mới sinh. 63, 63 thì là 1 tuổi. Ô vậy thì anh còn nhỏ quá chưa. Dạ vâng. Xin lỗi. Thì lúc đó cảnh mà Việt Cộng nó bắt người vô rừng tuyên truyền là thường lắm. Thường lắm. Thì cái người tuyên truyền hỏi ông này nè, anh nghĩ thế nào? Đạo Công giáo của anh đó đã ra đời 2000 năm rồi mà chỉ lèo tèo có mấy trăm triệu tín đồ thôi. Trong khi chủ thuyết cộng sản của tôi đó mới ra đời 50 năm nay thôi, mà gần như 1/3 nhân loại đã ngã theo thuyết cộng sản. Vậy anh nói cho tôi nghe, giữa Công giáo của anh á với cái
chủ thuyết cộng sản Marx là cái nào hay hơn, thì ông ta trả lời một câu là tôi nhớ mãi cái năm đó là năm tôi học thực học thứ nhất, ông nói tôi thật sự tôi chẳng biết cái nào hay hơn, nhưng bây giờ nếu mà tôi trả lời thì sớm quá, phải đợi khi nào chủ thuyết cộng sản của anh nó được 2.000 tuổi như đạo Công giáo, chừng đó chúng ta gặp nhau trả lời cho anh biết. Câu nói rất là rất hay thế không? Chừng nào mà chủ thuyết cộng sản nó được 2.000 tuổi, mới nói mấy mươi năm sau chết ngã rồi, Lai Xô, Liên Xô sụp đổ rồi, bao Đông Âu thả than rã rồi, thấy không? Dạ. Thành ra câu nói rất là nó thâm thúy, tôi rất là nhiều. Dạ. Nghĩa là những cái thứ mà theo đồ giả đó, trước sau là đồ giả, còn đồ thật đó, cho dầu nó bị chôn vùi nó vẫn là đồ thật. Đó là cái câu mà ông Seneca nhau nói là tôi nhớ mãi. Ừ. Vì như thế mà tôi nghiên cứu rất nhiều về cái lý thuyết cộng sản đó. Anh nghiên cứu riêng trong trường thì không có dạy cái đó, nói qua thôi, nói qua cái chủ thuyết của nhân loại thôi mà không có nói gì cái chi tiết là sao, đấu tranh giai cấp làm sao, rồi gì gì làm sao, mình tới chuyện đó thì thôi tìm hiểu thêm. Vâng.